Con xin kính mời cha, quý ông bà cố, quý tu sĩ và cộng đoàn A Còn. Con xin giới thiệu ông Giuse Lê Văn Nam, chủ tịch hội đồng mục vụ đại diện cho giáo xứ, có những tâm tình tri ân gửi đến cha trong thánh lễ tạ ơn và tri ân hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa cha Giuse, con xin thay mặt cộng đoàn giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình nói lên tâm tình để cảm ơn và tạm biệt cha trong thánh lễ có ý nghĩa đặc biệt chiều nay. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã trên một thập kỷ. Tình trạng giáo xứ đang phức tạp và lại vắng bóng chủ chăn trong thời gian dài. Đức Hồng Y Gioan Baptista, nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận, đã thương bổ nhiệm vị mục tử cho Đoàn Chiên. Cha đã không ngần ngại, tuyệt đối vâng lời để sẵn sàng vui lòng đón nhận cộng đoàn chúng con trong hoàn cảnh đó. Và ngày 12 tháng 8 năm 2009, tức là hôm nay được 11 năm 2 tháng 3 ngày, cha là Linh Mục Chánh Xứ Nữ Vương Hòa Bình. Sau những năm tháng ở giữa và sống cùng gia đình giáo xứ, nay vì nhu cầu của hội thánh, bề trên trao phó cho cha sứ mệnh mới. Kính thưa cha, từ khi cha tiết lộ thông tin về việc tòa tổng giám mục thuyên chuyển cha đến nhiệm sở khác, không gian sinh hoạt trong giáo xứ như trùng xuống. Thời gian qua, bao tình cảm được thể hiện, những cử chỉ quý mến được diễn tả, nhiều cảm xúc thân thương của từng cá nhân hay tập thể dưới nhiều hình thức cũng đã được biểu lộ. Vâng, thưa cha, một chuyến đò, một chuyến xe còn có thể nên quen, nên thân thiết, nên nghĩa tình. Phương chi với một nơi đã tận tình phục vụ và gắn bó hơn 11 năm trời, lại không có tới muôn vàn mối liên hệ, bao sự gắn bó hay sao? Gắn bó với con người, với nơi chốn cảnh vật, làm sao có thể dứt lòng ra đi nếu không vì vâng lời, vì hội thánh? Với một nơi mình đã dành trọn tâm huyết và sức lực để xây dựng đời sống đức tin và luân lý, với biết bao những sinh hoạt của các hội đoàn, với biết bao khuôn mặt của anh chị em, nay phải xa rời, ai mà chẳng lưu luyến, ai mà không buồn sầu. Rồi một công trình thế kỷ, một hạng mục tầm cỡ, mới có một mà chưa có hai, là cách nâng lên cao đại tu thánh đường và tôn tạo khuôn viên này. Cha và cộng đoàn giáo xứ đồng lòng chung tay góp sức, phải trải qua biết bao khó khăn vất vả, thậm chí phải uốn lưỡi ngửa tay đi xin để gầy dựng nên. Vậy mà trước lời mời gọi của Chúa, cha sẵn sàng ra đi đến miền đất mới. Như xưa Abraham đã vâng lệnh của Chúa, từ giã tất cả ra đi lên đường mà không biết ở đó là nơi đâu và có những gì. Mới hôm qua chính nơi đây còn là nhà của mình, thì hôm nay không còn là nhà của mình nữa. Mới hôm qua còn lo lắng xây dựng và gìn giữ, thì hôm nay để lại tất cả và ra đi. Bởi vì linh mục là người chọn Chúa, chứ không chọn công việc của Chúa, càng không phải chọn tài sản của Ngài. Trước khi cha rời nơi đây, từ cơ sở vật chất với phòng ốc khang trang trong khuôn viên nhà thờ đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho cộng đoàn, đến hạ tầng giao thông trong địa bàn giáo xứ cũng là khu vực dân cư được nâng cấp sửa chữa, đường đi lối lại sạch đẹp, an toàn cho việc di chuyển của cộng đồng. Nhất là cha để lại cho chúng con bài học đơn sơ giản dị nhưng luôn chứa chan tình người,
sẵn lòng không ngần ngại khi tha nhân cần đến mình và chẳng chối từ ai. Đã là linh mục, việc thuyên chuyển là điều tất nhiên. Nhưng đối với gia đình nữ vương Hòa Bình, khi phải chia tay một cha xứ đã gầy dựng nền móng ổn định, luôn vui vẻ hòa đồng với các thành phần, từng hiện diện bên cạnh mọi hoàn cảnh vui buồn, quả thật không dễ. Cuộc chia tay nào mà chẳng có biện lị, nhớ thương, quyến luyến và nước mắt. Trong cuộc sống, vì sự yếu kém mỏng giòn của con người, chắc chắn chúng con không tránh khỏi những khuyết điểm, đã có bao điều gây phiền lòng cha, xin cha vui lòng lượng thứ. Thời điểm chia tay để cha nhận nhiệm sở mới chỉ còn tính bằng giờ, vì ngày mai cha là cha xứ của người ta rồi. Toàn thể con dân giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình đang hiện diện nơi đây cũng như vắng mặt ở quốc nội và hải ngoại, kính chúc cha luôn an lành, mạnh khỏe, đầy phúc lộc của Chúa, tràn hồng ân của Ngài. Như châm ngôn đời linh mục của cha, tất cả là hồng ân. Để trong sứ vụ tại giáo xứ mới, cha luôn là mục tử tốt lành như lòng Chúa mong muốn. Nhờ lời truyền cầu của Thánh cả Giuse, bổn bạn cha, dù ở nơi nào, xin cha cũng luôn nhớ và cầu nguyện cho giáo xứ này và cho từng người chúng con, để luôn là một cộng đoàn phụng tử trong tình yêu thương hiệp nhất. Một lần nữa, toàn thể con dân giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình kính chào tạm biệt và chia tay cha. Với tất cả sự trân quý, lòng thành và biết ơn cha, trong giờ phút này chúng con có món quà nhỏ gói ghém tất cả tâm tình trìu mến, tri ân, kính tặng cha làm kỷ niệm. Xin cha vui nhận. Xin có lời cảm ơn ông chủ tịch, và cũng trong tình yêu thương mến thương, để xin mọi người cùng với tôi hát một bài hát thể hiện tình yêu thương nhau nhé. Xin anh bắt đàn dùng bài Hãy Yêu Thương Nhau của Trịnh Công Sơn nữa. Hãy yêu nhau đi khi rừng hay là hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa, nước trôi qua tim đong đầy chỉ nhớ ngày mai mong chờ, ngày sẽ thiên thu. Hãy ru nhau trên những lời gió mới, hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui, hãy yêu tên nhau trên gành dưới bay, dù mai nơi này người có xa người. Chắc chắn rằng là giờ phút này đây chúng ta có nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng có thể trong tình yêu thương mến không gì hơn là lời cảm ơn chân thành, và đồng thời cũng cầu mang rằng tình yêu thương mà cộng đoàn dành cho bản thân tôi, nó là hành trang lớn nhất, quan trọng nhất và cần thiết để tôi bước đi trong cái giai đoạn mới của cuộc đời linh mục. Mà như ông Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói là Chúa nói ông về Jerusalem, ông ấy không biết gì hết, nhưng mà ông ấy cứ đi. Thì Chúa nói tôi đi về trên giáo xứ đó, không biết gì nhiều, nhưng mà cũng vẫn đi. Chúc cho quý sơ, rồi quý hội đồng phục vụ, quý ông bà anh chị em, mọi người nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và phục vụ giáo hội trong tâm tình nhiệt tình nhất để xây dựng giáo xứ. Và đồng thời
cũng phải nói thêm rằng nếu bản thân mình có những sai lỗi thì xin mọi người cũng bỏ qua cho. Đấy là nói chuyện buồn. Bây giờ nói chuyện vui đi. Chuyện vui thứ nhất là chiều ngày hôm thứ hai đã bàn giao cho cha sở mới rồi, và số tiền chúng ta còn thiếu là 72.500.000, thì đã có một người ở giáo khu Vân Côi tặng luôn, cho nên chúng ta không có nợ nha. Rồi cái nữa là trong ngày mai chúng bà chị ông nhà cầu nguyện cho tôi với lễ nhận chức vào 5:30, còn giáo xứ chúng ta vẫn có thánh lễ chiều thứ năm và chiều thứ sáu như thường lệ. Thôi một lần nữa xin chào mọi người nha.